Thưa quý vị, tối qua ngày 24 tháng 7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 49 hướng Thuận An vào trung tâm thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, khiến cho 5 người thương vong. Và qua test nhanh, lực lượng chức năng đã phát hiện tài xế xe biển số Lào gây tai nạn thì dương tính với ma túy. Theo lãnh đạo phòng cảnh giao thông công an tỉnh Thừa Thiên Huế, qua kiểm tra nhanh, cơ quan công an đã phát hiện tài xế sinh năm 1995 Chú tại phường Thuận An, thành phố Huế là lái xe ô tô mang biển kiểm soát Lào. Trong vụ tai nạn thì dương tính với ma túy. Ngoài ra tại thời điểm gây tai nạn, lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe ô tô. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế xác minh xem lái xe này có bằng lái xe ô tô hay không. Trước đó khoảng 22 giờ 10 phút ngày 24 tháng 7, nam tài xế ô tô loại xe đan 5 chỗ mang biển kiểm soát Lào số hiệu 2462 đi trên quốc lộ 49 hướng theo biển Thuận An lên trung tâm thành phố Huế. Khi đến km số 7 cộng 600 thuộc quốc lộ 49, đoạn qua thôn Dương Nổ Nam, xã Phú Dương, thành phố Huế thì gây tai nạn liên hoàn. Vụ tai nạn khiến cho bé 7 tuổi tử vong tại chỗ. Bốn nạn nhân còn lại bị thương nặng cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.